Như mọi người ơi thì mọi người đã biết thì em Tuyên lại lấy thêm 10 người để cắt xuống bên dưới bên chỗ cầu đấy, hoàn thiện nốt cái điểm chụp ảnh này. Nói chung là công việc trên này thì nó cũng phải cứ xen việc nọ đến sọ việc kia thôi mọi người. Đây còn ngôi nhà đây sắp xong rồi, bên kia đang chát rồi. 10 người xuống nốt cái điểm dừng chân kia nữa là xong. Đủ người chưa em? Đủ, đếm đủ chưa? Đủ chưa? Chưa. Hôm nay là làm hoàn thiện xong là sẽ nhìn thấy cái vẻ đẹp của nó mọi người ạ. À xính, đi xuống thôi. À nấu cơm cho những người đi chung hộ à? À. Đấy. Tao. Ngày hôm nay thì đây là chuyến thứ hai em Tuyên lại tiếp tục xuống bên dưới cầu. Nhưng mà biết là sáng nay là xuống đây cùng bà con là bác Si. Bây giờ chiều nay lại tiếp tục nhé. Đây mọi người thì hiện tại em Tuyên cũng xuống tranh thủ bác Sa Mộc lên để đo luôn con đường là bao nhiêu mét. Ok đi lần hai đi. Chắc rồi, chắc rồi. Bảo là Nu đứng ở đâu thì giữ ở đấy. Không thì lại không biết đâu ấy. Đây để cháu đi cho. Đây 50 mét đầu tiên. Mọi người không biết đấy, cứ đi hết đi thì không xem con đường này là dài bao nhiêu nhé mọi người nhé. Rồi thầy ơi, đây, lên đây. Bằng thứ mấy đây? Bằng thứ mấy? Ok, Nô đứng ở đấy đi. Ok. Nu đi xuống dưới đi. Cầm này đi. Cầm đi. Đấy. Phải giữ mép. Hiện tại đã được 50 mét đầu tiên rồi. Không, Nô đứng đây không được. Nô đang đứng ở giữ nép. Đây nhá, thầy ơi, đứng ở chỗ Nô nhá. Đây nhá. Ở đây nhá. À xính này, đã nằm ở cái đá này. Rất là mát. Cua ở nhà Nô, cua vào, đi theo đường. Cua. Thầy ơi, em bảo mọi người là đi theo đường cái dây thép này nhá. Em Tuyên phải xuống. Không, mọi người không hiểu. Đấy, chỗ này không được này, không được. Lôi, đây này. No. Đây. Phải đo đúng để em Tuyên muốn công bố là cái con đường này là bao nhiêu. Đấy. Đó, ok. Đó. Chỗ kia rồi. Các bạn nhá. Tụt rồi. Hiện tại đây là 100 mét.
đến đây là 100 m. Nói chung đo dây này bà con đo thì vẫn chưa thể chuẩn hết được, nhưng mà em Tuyên nghĩ nó chỉ sai không phải mấy thôi. Về những cái đoạn gấp khúc như kia kìa thì nó bà con là kéo thẳng lên đấy. Đấy đấy đấy, chỗ chú xử luôn đây. Ok. Ok ok. Đó. 150 m. Ok ok. Lưu bảo thề. Lần 3, 150 m. Chỗ này tính ra nếu mà em tuyển đoán thì phải hơn 200 m. Hiện tại chỗ này là 150 m rồi. Đấy là tính cái con đường đi thôi, còn những cái lan can ở trong sắt kia không nói. Em Tuyên cũng phải quay đây luôn, lúc về còn ghi nhớ vào luôn. Cho chú xử nha em nhá. Nó phải để đây này đó. Ok ok ok. Ok. Đấy ok. Ok. Đấy. Ok ok. Đấy, những đoạn cua như này gấp một tí. Ăn thẳng luôn mọi người. Ok bà thề, ok. Yeah, ok. 200 m. Hai trăm mét rồi mọi người. Đấy nhá, chỗ nô nhá, thử. Ok chưa? Ok ok. Em chuyển lên xem nào. Không. Đâu? Cái này. Đây là đây ở đây. 4 m mà. 42 m.
42. Ok ok. Là 200 m. Cho mọi người xem đây. Đang đi vác đồ. Đang rồng rắn lên mây là vác những cây sa mộc này để hoàn thiện nốt cái điểm chụp ảnh kia nha mọi người. Đang tắc đường mọi người ạ. Đây, mọi người xem đang ngồi nghỉ một chút. Mọi người thông cảm nhá. Mọi người biết là vác cây này lên rất là mệt à. Mọi em ấy phải vén áo lên nhá. Nặng quá. Đấy. Ê Si, hôm nay ngồi ghế đá nhá. Đấy. Đấy, ngủ được mà mát à. Thực sự là ghế đá kia là thôn mình phải cảm ơn anh Thảo. Đúng rồi. Anh Thảo ở bên Mỹ, anh này, anh ấy tặng cho bà con mình đấy. Anh Thảo là tặng cho bà con mình ghế đá này. Những lần ăn bánh choco pie với ăn kem ấy là anh ấy tặng đấy. Thì sau những phút nghỉ ấy, đây thì mọi người tiếp tục lên mọi người. Đến đoạn này là chia nhau ra mỗi người vác một cây đi cho nó dễ. Đây là hai người một cây mà, đây là anh Xì với chú Sử một cây. Anh Xì khỏe đấy. Đây chú Sử thì đi sau cầm nước. Ôi, nó nạo ơi. Một tay cầm nước, một tay cầm nu. Chiều nay em tôi sẽ cùng bà con ở đây chụp ảnh đây và em tôi sẽ ghép vào cho mọi người xem. Bí mật trước một tí. Em Tuyền cũng rất là mong muốn nhận được các sự chia sẻ, những nút chia sẻ của bà con, những nút chia sẻ của tất cả các quý cô bác anh chị, chia sẻ cho nhiều bạn bè tới biết tới, kể cả những bạn bè trong nước và ngoài nước bên đến thôn rồi chia và biết đến cái địa điểm chụp ảnh lý tưởng này nhé mọi người. Mong mọi người đến chơi thăm bà con thôn rồi chia này cùng với em Tuyền nhé. Trời nó nắng nắng sáng này chụp ảnh rất là đẹp luôn. Em Tuyên thì người nó nói chung là nó cái hình ảnh nó hơi xấu, người nó hơi xấu nên không thể làm mẫu ảnh đẹp được, chỉ có phong cảnh đẹp thôi. Mình chỉ có xin mời những đôi bạn trẻ, những ai có dự định chụp ảnh cưới lên với cái con đường độc nhất vô nhị này, lên lấy cái điểm chụp ảnh lý tưởng này để cho nhau một cái bộ ảnh cưới thật đẹp nhá. Happy wedding đấy. Em Tuyên điện chả biết tiếng Anh mấy. Xin mời mọi người lên đây chụp ảnh cưới, cũng để giới thiệu cho mọi người biết đến cái địa điểm lý tưởng này nhiều hơn nhá. Đấy nhá, cứ như hôm trước nhá, 3m3. Mình xếp vào hết xong rồi bắt đầu mình cắt. Xong rồi mình chỗ nào thấp quá mình kê lên, rồi hôm nay đóng đinh và đóng hết cái lốp vào. A Sĩ đã chọn cho mình một cái chỗ trú nắng. Còn cái công việc ở trên nhà em Trà thì mọi người cứ thế mà làm thôi.
Mọi người đang cố gắng hoàn thiện lúc này. Em Tuyên đang bảo để những cái cây nhỏ ra bên phía ngoài để cho những cây dày đây cho chắc. Đang tháo hết những cái thép hôm trước định vị vào. Định chứ không. Ok ok. Ok chưa? Bắt đầu lấy từ cây này đi nhỉ? Cây này được không? Hay cây này vẫn me cua? Bỏ nốt ra đi anh ơi. Anh chị, tháo nốt một vòng nữa đi. Cái này hơi me cua đấy. Cái này nữa này, me này. Lấy từ cái này đi này. Đấy. Wow. Túi đinh thôi. Nhưng mà tí nữa lại phải đi nhặt. Đấy bầu. Xính này. Bắt đầu cho cái cây vào nhá. Cây to to vào trước. Đấy. À xinh, bắt đầu cho cây to to vào. Cho cái đầu, đầu to là ở bên này nhá. Một đầu to, một đầu nhỏ, một đầu to, một đầu nhỏ. Nó đan như thế thì nó mới bằng nhau được. Không, cây to. Xoay đầu nhá, cẩn thận nhá. Đấy, ok, đấy, đúng rồi đấy. Từ từ cũng buộc, tí đóng cho cây tất tật bằng nhau. Xong rồi mình mới buộc. Đấy, buộc vào đi ạ. Cái thấp quá không? Thấp không? Cái kê một tí không? Ok, bắt đầu lấy cái cây cây kia đi, xinh. Anh Sì bảo là cắt nốt một cây đấy nhá, còn mấy cây đấy. Bảo từ từ nhá. Từ từ nhá. Đỉnh nhất nó thừa ấy. Mà mạ đó. Bê anh Sì bảo bê mấy cái cây to to về, mấy cái gốc ấy. Đây, cái gốc này chứ. Ok ok. Đúng rồi, bê thẳng vào. Đấy, ok. Đấy. Ok. À xinh, bố luôn đi em. Còn một cây chưa cắt đúng không? Còn hai cây à? Từ từ nhá. Hầm mạ nhá. Xong rồi xếp thử từ từ á. Bảo xếp thử này vào xem vừa chưa. Không thì mình thừa ấy. Cho một cái to nữa đi. Xong rồi mình xếp thử vào đã. Vừa phát là mình mới buộc. Không chứ mình lại buộc xong lại thiếu lại phải cởi ra. Mất sức lắm. Nằm một lần thôi. Nhưng cái nào thấp thì để kê và đóng đinh vào. Đây này mình còn để một cái ở giữa này này. Nếu mà cần thiết thì đóng đinh vào. Toàn xà gồ to. Chắc chắn luôn. Đầu tư một lần thôi. Ê. Hơi nắng một chút. À Phú nhỉ? À đâu gì nhỉ? Phú đúng không thì nào? Cho cái cây to vào trong kia. Cho trong kia. Đây ở ngoài này mê mà. Đấy. Cái đấy phải cho trong. Ở chỗ này me này. Thank you.
xong rồi mọi người. Vẫn thiếu cây. Nó vừa vừa đủ thôi đấy. Thiếu mất 2 cây nữa mọi người. Chú thề thế nào, bỏ tay anh xem nào. Được, ok, cho ta. Chú xử chú đang đóng vào cái cây ở giữa đấy mọi người. Trong thế này thôi mọi người, làm cũng tương đối mất thời gian đấy. Chỉnh từng tí một cho đều. Này. Hôm nay lấy thêm 5 cây vẫn thiếu. Đáng lẽ hôm qua cái kia không đập đá đi thì vừa. Hôm qua mọi người đập cái đá đi vào. Hôm qua mình về nè, mọi người đập cái đá này nó thiếu mất 2 cây đấy. Đúng không anh Sỉ? 2 cây, 3 cây đấy. 2 cây không đúng. Ừ. 3 cây đấy. Lấy cái đinh sắn vào phát cho chắc. Đây mọi người thì hiện tại nó đã hoàn thành cái điểm chụp ảnh này rồi nhá. Em Tuyên bật mí cho mọi người một chút này. Mọi người thấy thế nào ạ? Thực sự là em Tuyên không thể tả được với cái quang cảnh như này và với cái thời tiết hôm nay nó quá đẹp mà đây. Nếu mà chúng ta đến chụp ảnh này. Nên là em Tuyên cũng rất là muốn mời tất cả mọi người lên đây có một bức ảnh nó kỷ niệm với bà con thôn Điều Chia và với cái điểm chụp ảnh này nhé. Thật sự là vui không tả được. Bây giờ chỉ muốn đứng đây chụp ảnh thôi. Nhưng mà mình người mình xấu quá thì cũng hạn chế chụp ảnh. Chỉ có chụp ảnh cái quang cảnh nó đẹp như này thôi. Mấy em đang đóng nốt cái dây này vào, cái lốp xe này vào mọi người. Đây này. Vì thực ra là cũng muốn đóng vào để nó hạn chế được cái tốn khác đến là có thể là có cái nhiều cái hiện tượng xấu ấy, là ăn trộm ấy. Bà con thôn mình ở trên kia thì đêm thì không ai đến đây, mà đang đóng giằng hết thép, đóng giằng hết đinh rồi. Hạn chế tối đa nhất là những người xấu đến đây. Đó là chắc. Cũng mất một buổi chiều đấy. Không, bên trên kia thì các anh thợ đang chát rồi. Bà con sát nốt bột. Nên là cũng không phải. Em Tuyên cũng an tâm ở cái vấn đề đấy rồi. Không phải như mấy ngày đầu thúc giục là phải xây tường, xây móng này các thứ. Hiện tại đã xây xong hết rồi. Nên là không sao. Bách tàu đó. Chú Sử vừa quăng cái vòng. Không biết tới được. Ừ, không tới được, không nhìn được. Thế sẽ em Tuyên sẽ ở đây nhờ chụp với bà con một hai kiểu ảnh đẹp kỷ niệm trước. Đây mọi người, em Tuyên đang bảo mọi người đứng ở giữa để chụp cho những người hôm nay làm sẽ là có cái bức ảnh đầu tiên ở chỗ này. Đang đóng nốt ở cái giữa kìa. Vì giữa là có một cái thanh đấy nó bật lên này. Rồi thầy ơi, bảo chú Sử cất vua đi vào chụp cho một kiểu ảnh nào. Anh Đu, anh Xính, về đi. Bỏ bố hẳn lên đây, nó vướng vào đây. Đấy. Nào đứng vào nào.
1, 2, 3, chụp ảnh đây. Chú Sử chụp ảnh phải kéo cái áo xuống chứ. Cái áo kìa. À. Thôi em Tuyên xin phép chụp kỷ niệm cho bà con một cái tấm ảnh đã. Này rồi mọi người cũng đã chụp cho bà con một hai cái bức ảnh kỷ niệm đấy, cái chỗ đẹp này. Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục mang những cái đồ này lên nhà trà để mấy nữa còn làm việc đấy. À thế ơi, thế bà mọi người mang đồ lên. Hôm nay đã con đường đã xong rồi, về chỉ em Tuyên đặt nốt cái bảng tên nữa. Hiện tại là em Tuyên vẫn chưa tìm được gỗ, rất là khó. Thôi chúng ta cùng lên nhà em trà nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.